Đến vô đấy nè. Đây có một cây một gốc ở đây này. Ôi nuôi nó mọc tiếp trong kia. Ở trên này có một gốc nữa. Lấy, lấy con dao ra cái. Đây có một gốc. Bé hơn. Đây có một gốc đây này. Chắc đào thử cái gốc này xem có không xuống đấy. Chắc đào gốc dưới này trước không? Cái gốc không kia, gốc kia to cái gì? Tí nó lấp. Ui. Ui. Hết rồi. Ui. Ui. Bỏ cái gùi ra đã. Lấy cuốc. Cái củ nó này. Úi giời. Đây củ nó xuống đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ui, nó đã rồi. Nốt cái cành. Nóng quá. Nóng. Mày chưa thay nhau đi. Ui giời, sâu quá rồi. Đưa thuộc đây. Đẹp phết đấy, ngon đấy. Ừ, củ đấy to ấy nhỉ? Củ này to hơn. Hai củ. Úi giời, đây còn nữa. Sâu thật. Chắc là hết đấy, nhẹ còn một tí thôi. Con lấy nữa không? Kia thế, con còn xuống thế. Đây hết rồi. Còn bên dưới thôi. Hết rồi. Con đó. Hết rồi. Đào thử kia, kia xem con có chưa có không? Không có thì đi về. Đưa cơm. Đâu rồi? Ra xem sán này. Sắp chắc là đến đây. Chắc được rồi. Bẻ nha. Bẻ đi. Ui giời. Hết rồi. Đây còn còn cún à? Cún à. Ui giời. Đẹp đẹp. Thế thôi. Thế rồi hả? Thế rồi. Về đi nhỉ. Đi về rồi. Ui, cho đi. Cái này
về đấy nhỉ. Nào, nhấc cùi lên. Ôi trời. Thùng đâu rồi? Thùng trong này. Bắt cuốc nhá. Chết thùng ở đấy à? Đói rồi.
rừng châu lắm này. Hấp lên là ngon đấy nhỉ. Chắc là ngon đấy, quá ngon rồi. Rồi để anh lấy từ chuối lấy ra chuối rồi đổ ra. Nhưng mà lấy kia đi thôi. Vết thì sẵn thì ra. Đồ xuống đấy á. Bê ra đây không biết đâu. Dạ. Nhưng mà phải bê ra đây. Ngon thế, nạc luôn. Cái này cũng lớn mà còn ngon hơn nữa nhỉ. Cộng luôn, nhìn xôi. Múc mà... Hết cái sáng này ra quay rồi cái đĩa gì nhỉ. Cái đĩa này cái này
bên phải không? Đẹp nha. Lấy cái đũa cả trên kia ấy. Ở trên đầu này lấy cái này cạo đi. Rồi xanh cũng hoàng trắng đắp kiểu luôn. Ui xời, cái này ngon này. Thôi à, bỏ cái này đi nè. Cứ ăn xong. Lấy lâu rồi. Ok, đi đây.